tổ, chết tông, chết ông, chết bà, chết cha, chết mẹ, chết bảy anh em, còn đứa đứng chắc về nhà chết nát. Trời ơi, ôi trời ơi, trời ơi, ruộng nhà bà, ngô nhà bà là ngô vàng, ngô bạc mà chúng mày dám cho nó vào đây ăn. Ôi trời ơi, thằng chồng không bảo được con vợ không bảo được thằng chồng, chúng mày không bảo được con bò à? Thì chúng mày có làm ăn được cái gì? Ôi trời ơi, trời ơi. Cái gì đây? Mà chị ơi, con bỏ khốn nạn nào nhà đứa nào mà nó dám vào được ruộng nhà em chị ạ? Ôi giời ơi, làm cái gì mà ầm ĩ lên thế? Cái con bò này gì? Chứ có gì nữa, chị nhìn đây, nó ăn hết ngô nhà em rồi đây này. Con bò này là của nhà tôi, làm sao? Tức là nãy giờ là em chửi. Chửi gì? Tự mình chửi mình đúng không? Tôi nghe thấy cô bảo là cha tiên sư bố đứa nào để con bò nó ăn cỏ ở nhà bà. Thằng chồng không bảo được con vợ không bảo được thằng chồng. Xong rồi cô rủa cả nhà chết đúng không? Này, em rủa là em rủa nhà chị nhá, em có rủa nhà em đâu nhá. Thế nhà tôi không là nhà cô à hả? Chỉ là cái nhà bên họ đợi đấy nhá, bên họ ngoại có lâu rồi nhá. Ôi đấy, cứ thế bảo làm sao mà đến con bò, con trâu nó cũng ghét. Vừa mới vào đến ruộng một cái con bò nó lồng lên này. Cô ăn ở thế nào mà để trâu bò nó cũng ghét thì tội nên chịu cô nhỉ. Này, tôi nói cho cô biết em nhá. Em điên lắm rồi nhá, chị im để em nói. Nhá, em nhìn chị từ lâu lắm rồi. Ôi trời ơi, kinh. Đừng có mà vừa ăn cắp vừa la làng. Bò đã đi vào ruộng nhà người ta ăn trộm, ăn hết gô nhà người ta rồi còn nói cái gì mà nói hả? Bây giờ là cấm tôi nói đúng không? Chứ còn gì nữa? Bò nhà tôi nó vào nó ăn ruộng ngô nhà cô là ăn hộ cô đấy. Cô nhìn xem cái ruộng ngô nhà cô đây này. Ôi rồi ôi, nó héo quắt héo queo khô hết cả vào rồi. Không ăn thì để đốt à? Đốt cái gì? Ngô người ta để làm giống. Đốt cái gì mà đốt? Làm hiểu cái gì giống, đó. Ăn hộ cho là phúc lắm rồi còn lắm chuyện. Này tôi nói cho cô biết nha, cô ăn ở không biết điều nhá. Lần trước con bò nhà cô ấy, nó vào ruộng lúa nhà tôi nó ăn hết cả lúa đấy. Tôi có nói gì không? À, thế mà động một tí là cô nhảy cẫng ấy. Rồi, úi giời ơi, cái miệng của chị mà lại không nói gì á. Chị mà không nói gì thì cơ mà trời nó sập. Gớm. Rồi sập thì làm sao? Hả? Tóm lại bây giờ là thế nào? Hả? Này, làm sao? Sao? Chị đừng tưởng là chị có quốc và tôi không có gì nhá. Này, đây nhá. Thích đánh nhau đây. Bây giờ muốn như thế nào? Thì hả? Thích như thế nào? Này tôi nói cho cô biết nhá, tôi không bắt đền cô cái ruộng lúa nhà tôi thì thôi nhá. Cô có lắm chuyện nhá. Hả? Trả ngô cho tôi, nhanh lên. Ngô ở đâu ra mà giả? Hả? Này. Không giả đấy, bây giờ làm nào? Hả? Làm sao? Này, chị đừng tưởng là chị là dâu cả, là chị muốn làm gì thì chị làm nhá. Chị mà không đền cái vụ ngô này á, là không xong với tôi đâu nhá. Con chập treng, không xong với tôi đâu. Không xong thì làm gì bà? Con nhỉ? Anh thổ cho ngồi xuống đây xem nào. Nguyết cả mồm như thế này. Làm sao? Như thế nào thì phải nói. Cứ ngứa mặt với ngứa mồm thì tóm lại là ngứa cái gì? Ngứa cái... bên đằng ấy đấy. Ôi dồi, như thế nào? Bé cái mồm thôi để cho bác với các cháu nó ngủ. Chưa nói to đùng ấy. Làm sao mà phải bé? Tôi sợ gì mà tôi phải nói bé? Ôi dồi, này. Thế có chuyện gì mình nói tôi nghe xem nào? Thì đấy, mình thấy mà xem. Cùng là hai anh em mà một người 7, một người 3. Chẳng có bằng cái gì sắt. Thôi gớm. Làm sao cứ phải nghĩ cái chuyện đi mãi nhỉ? Thì 7 hay 3 thì có quan trọng gì đâu. Bây giờ quan trọng nhất là tình cảm. Mà vẫn là ở chung một mảnh đất với nhau, anh em có cái gì đâu. Tình cảm cái gì? Mình thử nghĩ mà xem. Đấy, có hai cái nhà thì anh đã nhà to, em nhà bé. Cái sân thì dùng chung. Mà mình thử nghĩ xem. Này, sân nhà mình đây, có mỗi một tí thì đi thế này, mà 7 biết bao nhiêu là chung ra. Chả có đường mà đi lại. Còn bên này rộng tích rộng tắc ra. Có cái gì đâu, như thế này tôi thấy cảnh quan nhà mình là còn đẹp hơn nhà bác ấy. Chum nhiều như này thì thỉnh thoảng mình đánh tôi thì tôi còn có chỗ mà chạy chứ. Tôi không biết đâu đấy. Mình làm gì thì làm ấy. Khổ quá. Đấy, mình thấy không? Mình 40 tuổi đầu rồi đấy mà mình chẳng có cái gì trong tay cả. Mình nói thì tôi mới nhận ra là tôi đã 40 tuổi rồi cơ à? Chứ còn gì nữa. Đi đường ai cũng bảo là hai mẹ con ấy. Em xấu hổ mà xử lên được ấy. Nhưng mà cái đấy không xấu hổ bằng cái việc mà nhà mình chẳng có cái gì hết. Người ta bảo chẳng có sai mà thẳng thắn thật thà thì thua thiệt. Đấy, mình lúc nào cũng thua thiệt hết đấy. Làm em toàn ăn thèm mắc nặng chứ làm được cái gì. Mình ơi, em thương mình lắm đấy. Khiếp, mình cứ nghĩ mà xem. Mình á, chẳng có cái gì trong tay. Cùng là anh em ấy, nhưng mà
Tôi thương mình lắm. Anh của mình á, cái gì cũng hơn mình. Nhà to hơn, sân to hơn, rồi cả cái ruộng cũng to hơn nữa. Nhưng mà có một cái không to hơn được. Tôi chả thấy cái gì to hơn. Nó là cái mồm đây này. Hôm nay mình thích công bằng cái gì? Hôm nay thích công bằng thì tôi sẽ lấy lại công bằng cho nhà mình nhá. Mình ơi, mình nói nhỏ thôi cho bác ấy còn ngủ. Không không ngủ ghê gì hết. Dậy để còn công bằng. Mình ơi, em thấy mình á, bây giờ không phải là có cái to hơn đâu, mà bây giờ mình còn cao hơn nữa đấy. Con gà ấy rừng, con gà ấy rừng, ăn lận qua lưới nọ mấy không, qua lưới nọ mấy không, kia 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 đắng cay chả có chịu được mà. Thôi khổ quá cơ, sốt cả ruột. Cái lúc nói mà hay thì hát thì tốt nhỉ. Cái lúc nào là... Chúng em chào anh chị. Chào hai bác. Vâng ạ, không dám chào hai cô chú, mời hai cô chú ngồi. Ui dồi ôi, tiền xử trà còn muỗi. Nói đi. Quả nói đi. Khổ quá. Nói đi. Thì khổ nhỏ. Tôi bảo ông cứ đọc mình. Nói đi. Mình nói trước đi. Mình nói đi. Kìa chú. Chú nói trước đi. Thôi bác là anh, kính lão đặng thọ. Bác nói trước đi. Chú còn trẻ còn khỏe phải đi trước. Chú nói trước đi. Trời ơi, em là em nói trước người ta lại bảo láo. Thôi bác cứ dày kiến chứ. Chú nói đi, để cho tôi. Trời ơi, thôi, khổ quá cơ. Có mỗi cái việc nói thôi mà tôi nói được. Này cái cô này một cười nhỉ. Cô không thấy tôi nói mà cô che chèo vào đấy hả? Thế chị không thấy em nói mà chị im à? Này tôi nói cho cô biết nhá. Cô đừng có cái thói mà bố láo bố tét ở đây nhá. Làm em thì phải giữ lễ nhá. Chị đừng có mà cậy, chị là chị dâu trưởng, là chị muốn nói gì thì chị nói nhá. Tôi thích nói gì tôi nói đấy. Thế sao? Mồm tôi thích nói đấy. Thì miệng của em thích nói gì em nói. Này, mà tôi nói cho cô biết nhá. Cô quá đáng nó vừa vừa thôi nhá. Anh chị em trong nhà với nhau có mỗi cái việc là con bò nó sang bên ruộng ngô nhà cô, nó ăn mấy cái bắp ngô khô nhà cô ấy. Có thế thôi. Thế mà làm loạn cả lên, chửi mèo mèo chó, chửi ba đời bốn đời. Cô, tôi hỏi cô nhá, cô có phải là người của cái nhà này không? Trời ơi. Còn hơn cái loại chị nhá. Cái gì? Mang tiếng làm chị làm chị khó lắm phải đâu, chuyện đùa. Thế mà có mỗi cái việc là con trâu nó ăn có mỗi tí lúa thôi mà nhai đi nhai lại, chả khác gì con trâu cả. Này anh ơi, em nói thật với anh ấy, em thương anh quá cơ. Ở với cái người nói nhiều như thế này chắc anh khổ lắm rồi. Anh khổ lắm rồi. Trời ơi, ông để cho em, ông nó nói tôi thế hả? Cứ ngồi im mà. Rồi ơi là đây. Này tôi nói cho cô biết nhá, cô ơi phải xem lại cái bản thân cô đi nhá. Cô sống cái kiểu gì mà đến con trâu con bò nó cũng ghét cô. Nó nhìn thấy cô nó cứ lồng lên như con điên ấy. Rồi ơi, đúng là cái đồ gì cái đồ mặt mỏng rồi, ôi nhìn thấy đã thấy điêu rồi, mỏng như tờ giấy ý. Còn hơn cái đồ mặt dày quá. Đồ mặt mỏng, đồ mặt dày rồi, ôi đồ mặt mỏng mặt dày rồi. Thôi cô kia im, chị kia im. Im, ngồi xuống. Chú Thắng, chú có dạy được vợ chú không thể để bảo đây. Anh ơi, anh nói chuyện ấy thì anh cứ từ từ bình tĩnh thôi. Làm gì mà anh cứ phải trợn trừng cái mắt lên như thế. Này, cô nói với ai đấy hả? Đây là anh chồng của cô đấy nhá. Đúng cô rồi. Cô bảo ai là trợn trừng trợn trạc lên đấy hả? Chú Thóc, chú có dạy được vợ chú không? Có dạy được không? Hả? Bác có dạy được vợ bác không? Đương nhiên là tôi dạy được. Có dạy được không? Cô im đi. Mà chị cũng im luôn đi. Trời ơi, trời cao đất dày ơi. Ở nhà hay em nó nhảy ấy, nó chi mà mặt chị đâu bao giờ. Ông này ông anh... thấy người ta bắt nạt vợ ông mà ông ngồi im thế á. Thôi Học, bây giờ chú định như thế nào nào? Tóm lại là như thế này. Như thế nào? Bây giờ em ý kiến như thế này. Chú ý kiến đi. Ngay từ bé là cái gì em cũng thiệt thòi rồi. Đúng rồi. Kể cả về cái vấn đề chiều cao là em cũng thấp hơn bác. Đúng rồi đấy. Mà đến cái nhà ở là em cũng bé hơn bác. Đúng rồi đấy. Ngay cả cái khoảng sân thôi mà sân nhà em cũng bé hơn nhà bác. Đúng rồi đấy. Rồi thôi, ít đúng rồi thôi. Mà kể cả là cái thửa ruộng ấy là nhà bác cũng to nhà em.
Bây giờ là chú muốn đòi hỏi công bằng có đúng không? Đúng rồi ạ. À. Vâng. Tôi quyết định như thế này. Cái nhà này của tôi là chia đôi. Thì cái nhà nhà em cũng chia đôi. Được. Nếu cái khoảnh sân này là cũng chia đôi. Cái khoảnh sân nhà em là cũng phải chia đôi. Thế còn mảnh vườn sau nhà? Chia đôi. Này, thế còn cái ngõ này sao? Cũng chia đôi. Trời ơi. Này, đã chia đôi như thế nhá, từ giờ trở đi nhá, không có tình cảm anh em gì hết nhá. Cha đứa nào đứa ấy dỗ, có đứa nào đứa ấy ăn. Đúng nhá. Rồi. Đi về. Về ngay. Mà chia ra rồi nhá, đứa nào mà thò cái chân ra là chặt chân. Đi vào. Vào. Đi. Lấy đúng một nửa thôi đấy. Mình cứ để đây đã. Để đây. Để thích vào mình. Ok. Này. Đây cái ấm đi đâu đấy? Thì chia đôi mà, thì em ấm chị chém. Lấy ấm thì cháy của tôi để làm gì? Này chú Thóc này, tôi thấy đúng là chú khổ thật nhỉ? Khổ từ bé đến bây giờ lớn lên lấy phải con vợ ngu này, quá khổ chứ lệ. Này, chị Dâu Cả, chị bỏ ngay cái kiểu khinh thường người khác đi nhá. Chứ không quản thì sao? Này, thế sao bảo là muốn công bằng? Thì ấy, bây giờ này, không, nếu mà chị không thích ấm gì, thì em lấy chém. Đấy, tôi đã bảo mà ở với cái người ngu là mệt lắm, rất là khổ ấy. Bây giờ như này muốn công bằng đúng không? Đúng rồi. Chén chia đôi nhá. Ấm này gì? Chia đôi. Đập vỡ chia đôi. Muốn công bằng thì phải đập thôi chứ gì nữa. Úi giời ơi. Đấy. Chị á, chị mới là cái đồ ngu hơn em đi. Úi giời ơi, ngu hết phần người khác á. Cái ấm này mà đập ra thì dùng làm sao được? Rồi bác ơi bác, em thấy thương bác thật đấy. Phải lấy con vợ ngu ngu thế. Con này ngu quá, không, cô ngu ấy. Thôi, nhưng mà tóm lại là muộn rồi, chia nhanh lên. Mà em thông báo với hai bác luôn nhá, là tối nay ấy, vợ chồng em lên trên nhà trên ngủ đấy. Đúng rồi. Cái gì cơ? Lên nhà trên ngủ á? Thế ai ngủ ở dưới này? Thì hai bác thôi, bác xuống ngủ. Làm gì có cái mùa xuân đấy nhở? Này tôi nói cho cô chú biết nhá. Thế nên tự nhiên là cô chú ở nhà to còn vợ chồng tôi phải chui xuống cái nhà nhỏ à? Thế bây giờ cái nhà to này là bọn em cũng có một nửa. Đúng rồi. Cái gì cơ? Có một nửa á? Vâng. Sao? Vớ vẩn. Làm gì có cái chuyện đấy? Bây giờ này. Thế nào? Ông. Xuống. Chú ra đây. Cô này đi xuống. Đi vào đây. Chị đi xuống. Quá cho chị. Chị đi vào. Ôi trời ơi. Nhầm rồi. Ôi trời ơi. Chị đã làm gì nhà em chưa? Này, tôi hỏi cô nhá. Thế cô đã làm gì chồng tôi chưa? Em thèm vào làm gì nhà chồng chị? Trời ơi. Thôi. Tóm lại là chia lại. Tôi thấy chia như thế là không được. Đúng rồi. Thế không được, thế bây giờ chia thế nào? Bây giờ muộn rồi, ai có nhà người ấy về, còn sáng mai chia lại. Thôi, không có mai mất gì cả. Đúng rồi, chia luôn. Sáng mai. Chia luôn. Rồi. Dạ, cháu chào bác trưởng ạ. Có chuyện gì mà anh em trong mày âm ý cả xóm cả làng như thế hả? Tại vợ chồng nhà chú ấy có thích công bằng ấy ạ. Có phải tại chị ấy? Tại vợ chồng nhà chú ấy. Tại vợ chồng ấy. Ôi dào ơi. Minh! Dậy đi chứ lệ! Gì thế? Ôi dào ơi! Mấy giờ rồi? Sao sáng nay ông đi cấy? Ôi chết rồi! Tôi ngủ quên đấy! Uống có chén nước, nằm cố, ngủ quên quấy đi mất! Tôi mệt quá đấy mà! Hôm qua cay cả buổi sáng, lại đi lấy củi, về
lại bắt bừa cả thừa ruộng, mệt quá nên ngủ quên. Gớm nữa, bừa cá thừa ruộng. Chả bỏ. Ông mà cứ như thế này này, nhà mình bao giờ mới khá được? Người ta có câu ấy, giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày. Lò quái gì, trời sinh voi, trời sinh cỏ. Mà này, các cụ có câu ấy, nghèo muôn thuở, giàu bất thình lình. Làm gì mà dặn, bây giờ tôi đi làm là được cái gì? Đi đi còn gì nữa, hẻ đâu mà nóng lực. Ui giời ơi, bực bội quá. Nóng cái gì, cứ nóng lực như thế này ấy, thì đi làm làm sao được. Ông mà không đi làm ấy, tối tôi cho ngủ ngoài đấy. Rồi, tôi đi làm. Ừ. Nhưng mà tối đừng có bắt ở ngoài đấy chứ. Thì đi đi đã. Tôi mà ngủ ngoài đấy, thì không biết ai không chịu được đâu. Ừ. Thôi, đi sang cày thuê cho nhà ông Phú đây. À này. Gì thế? Mình cứ đi đi nhá. Xong rồi trưa em nấu cơm, em mang qua cho. Rồi, yêu thế chứ Linh. Đi nhá. Ông làm cái gì đấy? Ừ, ông làm nhà nông. Nhà nông thì đi ra ruộng mà cày. Đến đây làm gì? Ừ, ông Dình nhà cửa từ sáng rồi. Nó vừa đi một cái, ông vào đây luôn với em đấy. Gớm, ông đánh hơi nhanh thật đấy. Đấy là nghề của ông vậy lấy. Thế nhưng mà ông không sợ chồng em nó về à? Không, ông nhìn thấy nó đi rồi. Ôi dồi. Ôi gì sao lại né thế? Chả né thì sao? Này, hôm qua lúc nhận vải có né không? À thì... thì ông dành sức rồi mà đúng không? Em biết là như thế. Ừ. Nhưng mà em sợ bà lắm. Không sợ, bà biết đâu mà đến đây. Không lo. Mà này, em như bông hoa nhài cắm vào cái chỗ kia nó phí đi. Em phải vì cắm vào với ông đây này thì mới đẹp nhá. Sao? Thế thì ông bỏ bà đi. Ừ, bỏ bà? Thế thế em bỏ chồng em đi. Ừ thì ông cứ bỏ bà trước. Em bỏ chồng đi. Rồi để em tính. Tôi cứ việc bỏ tính sau. Còn bây giờ ấy, ông đang nóng hết cả người, nóng hết cả người rồi thế này. Vào đây, vào đây, vào đây. Ôi trời. Sao bảo bà không sang? Không biết tại sao bà lại biết ở đây mà sang. Thôi bà được. Thôi về đây, về đây. Không cho về. Ôi trời ơi, thôi, tôi về. Đây, đây, cầm. Mình cầm lấy mấy hào. Xong rồi, cho lần này tôi khất. Lần sau tôi bù. Không cho thôi, em không cần. Tôi xin mình đấy. Hẹn lần sau nhá. Hẹn lần sau. Ơ kìa. Ôi dảo ơi, tưởng thế nào? Bực mình. Mấy ông bà kia nha, tí nữa quan đi nhá, là không được ngẩng mặt lên nhá, dẹp hết nhá. Gớm mặt thật. Ê! Ê! Bò nhà thằng nào ở đây? Bò nhà đứa nào thả đây? Ôi. Này! Bò đứa nào thả đây? Không ra nhận là ông thịt. Cái này. Chết rồi. Thế đấy, bò đây này. Con bò này của nhà mày đúng không? À. Thằng này bố láo nhỉ, thái độ mày thế nào đấy hả? Mày có biết tao là ai không? Không biết. Mày nhìn thấy tao mặc thế mày không biết tao là ai à? Hả? Lính là cùng cái gì?
Tao hỏi mày, tại sao mày thả bò đây? Thích thả. Quay cái thằng này. Thế mày có biết là lệ cái làng này là không được thả bò, chó, mèo, gà, dê, cừu ở trên đường không? Biết. Biết sao mày vẫn thả? Vẫn thả đấy. Làm gì? Tiên nhân thằng này, sao mày dám cãi tao à? Hả? Mày có tin là tao mang ngay con bò này đi không? Mang đi. Ôi, mày sáng nay uống rượu à? Không uống. Có uống không? Không uống, uống đâu? Thế sao lại say? Say bao giờ? Không say mà mày ăn nói lung tung kìa. Hả? Ăn nói lung tung khi nào? Thằng này, thế mày có ăn phải lá gì không? Chả ăn lá gì. Mày họ gì? Hoa trường hỏi làm gì? À, tao biết rồi. Thái độ của mày thế này, chắc chắn mày có họ với quan đúng không? Ừ. Có thì sao mà không có thì sao? À. Này, quan còn phải gương mẫu nhé. À. Có họ với quan càng phải gương mẫu nhé. À. À. Ai cho phép mày thả bò đây? Thích thả bò ở đây. Ô, thằng này. Này, tao nói cho mày biết nhé. Tốt nhất là mày mang con bò này đi nhá. Chứ còn mày mà còn để đây nhá, là tao sẽ dắt đi đấy. Dắt đi, giỏi dắt đi. Thế sợ à? Thằng này. Dắt đi. Mày đừng cậy, mày có họ hàng với quan. Ừ, mày nói gì? Nó nói là ông giỏi đi, ông dắt nó đi. Nó thách đấy. Nó nói thế, thật à? Nó nói thế đây, làm gì? À. Mà thôi, tao nể nhá. Không cần nể. Ôi, cái thằng này gì? Tao nể là nể mặt quan nhá. Cho nên tao tử tế với mày. Mày dắt ngay con bò này đi. Không nhá. Dắt. Không làm gì. Tôi không dắt, tôi cứ để đây đấy. Tao nói một lần cuối cùng nhá. Nếu mày không dắt con bò này đi nhá, thì mày có là gì của quan đi chăng nữa, tao cũng mang con này về và tao thịt. Ông mang về, ông giỏi, ông mang về, ông thịt đi. Thịt đi. Thách. Tôi thách ông. Ông dọa tôi sợ. Ông giỏi, ông mang đi. Ô, cái thằng này, mày bị làm sao ấy nhỉ? Tao nói như thế rồi mà mày không nghe lời à? Không nghe, không nghe đấy làm gì? Không nghe tao dắt nhá. Dắt đi, thách luôn. Dắt đi, con bò nó đang thách đấy. Nên mà ông giỏi ông dắt nó đi đấy. Này, mày mà không dắt đi, tí quan mà đi qua đây, thấy con bò này là mày chết đấy. Ông thương tôi vậy? Ông thương tôi, ông sợ tôi chết đi. Ông thương tôi thì ông dắt nó đi. Ô, thằng này, mày ngu như con bò ấy nhỉ? Ông ngu. Ô, mày láo. Đừng láo, để ông giỏi ông dắt đi. Không, đừng nói nhiều, mất thời gian của tôi. À, thằng này, này. Ông giỏi ông dắt đi, nhá. À. Ông thương tôi, ông sợ tôi chết thì ông dắt đi. Này, nhá. Ông sợ quan đánh tôi thì ông dắt đi. Ông giỏi ông dắt đi, tôi thách ông đấy. Mày nhá, mày, tao làm đúng nhá. Cho nên tao chả sợ gì cả nhá. Không sợ thì dắt đi. Mày nhìn đây này. Nhìn đây. Tao dắt nhá. Không phải dọa, dắt đi. Ôi giời, tưởng cái sợ. Tao dắt đi. Dắt đi. Tháo ra mà dắt đi. Tao dắt thật đi. Dắt thật đi. Chỉ cứ dọa mãi đi. Sợ chắc. Dắt đi. Ô thằng này. Đi con. Lạ quá nhỉ. Ông cứ dắt đi. Ông tưởng tôi sợ ông chắc. Nói nhiều. Nói mãi mới dám dắt. Tôi sợ ông chắc. Dắt đi. Ây giời. Bắt đi. Bắt đâu gì? Này, con bò nhà tao đâu rồi? Không biết. Sao mà trả lời nhơn nhơn thế? Cái con bò mà ngày nào ta cũng buộc ở đây này. Biết đâu được. Sao không biết? Con bò tao buộc ở đây. Mà ra đây, tao chỉ thấy mày thôi. Thế mày ăn trộm bò của tao phải không? Này, ông đừng có đặt điều vu khống tôi nhé. Tôi kiện ông liên quan đấy. Sao liên quan cái gì? Này, thế mày biết bò của tao đâu không? Quan bắt đi rồi. Thế sao quan bắt? Ông để bò nghênh ngang giữa đường, quan ngứa mắt quan bắt đi. Ôi giời ơi, thế tại sao lúc quan dắt đi mày không giúp tao kéo con bò tôi khỏi nghênh ngang giữa đường để quan khỏi bắt? Tôi không giỡn hơi nhá. Ông để đấy là quan ngứa mắt quan bắt đi. Mà ông có biết tại sao không? Tại sao? Ông nhớ chiều hôm qua không? Chiều qua làm sao? Ui. Này,
Bỏ nhai để giữa đường cái này. Bò. Này. Để ra tao đi nhờ tí. Ai đứng giữa đường đấy. Này. Tao người tốt mà. Bò ơi. Này. Gọn ra tao đi nhờ tí. Mày cứ đứng lù lù giữa đường đấy, ai dám đi qua. Cái sừng thì nhọn hoắt đấy kia. Húc cái này có mà lo chuẩn. Nếu mà có húc ấy, thì húc cái thằng chủ mày ấy. Thế này, đứng ngồi, lé nữa ra. Gọn ra tí nữa. Thế đi nhờ tí mà. Cái con này. Mày lại còn ngoảnh mặt đi, mày lườm đẻ tao nữa. Mày thích thân lừa làm không? Hả? Tôi nói ngọt mà không nghe nhá. Mày cho mày ăn que bây giờ. Mày có lẽ không ông đạp cho mày cái. Này mày đạp đi, mày đạp đi. Thằng kia. Mày có giỏi mày đạp con bò của tao đi. Tôi đạp bò nhà ông làm gì? Tao vừa nghe thấy mày nói là mày đạp vào mặt nó mà, mày đạp đi. Tôi chỉ dọa nó thôi để nó lé ra tôi đi nhờ. Riêng dọa cũng không được dọa. Nhớ chưa? Đây là bò nhà tao. Bò nhà ông tôi biết rồi. Ừ. Sao ông người buộc nghênh ngang giữa đường này? Tao thích buộc thế đấy. Tao thích để buộc giữa đường đấy. Thôi, rất gọi mà tôi đi nhờ cái. Hả? Vòng đường kia mà đi. Ồ, ông buồn cười nhỉ? Đường làng là đường chung. Có cái lối đi lại, ông để con bò giữa đường thì ai đi lại được? Tao thích buộc để thế đấy. Nhớ nó húc người ta là sao? Húc à? Có trêu nó mới húc. Ngu cho bò mới trêu bò nhá. Tao thích buộc để đấy. Sao để có cái người ngang như ông thế nhỉ? Thế ngang à? Thế có giỏi về nhà mày mua bò thì ra đây mà buộc. Làm gì có tiền mà mua bò. Trời ơi. Thế ông có dắt gọn bò vào không? Ông không dắt để tôi dắt vào đấy. Này, sao vào đi. Sờ vào bò tao, tao quật cho què tay. Tao báo quan ngay tụi ăn trộm bò. Không thấy người nào ngang ngược như ông. Thưa, tôi chịu thua ông đấy. Tao thế đấy. Có mỗi cái việc đi vòng mà lại lằng nhà lằng nhằng. Đúng nè. Có giỏi về mua được bò nhá. Ừ giời. Ừ, con ngoan lắm. Dù không sợ ăn đi này. Nhá, đấy, ăn đi. Ăn đi con. Con không sợ. Con cứ đứng ra giữa đường. Có ông ở đây rồi nhá, không có sợ gì cả nhá. Đấy. Ông bảo ông cấm đứa nào động vào bò nhà ông. Động vào bò nhà ông phang quà cẳng. Tôi động sao được? Rồi ôi, nhưng mà lúc đấy là quan bắt đi thì mày dắt sang một bên thì làm sao mà động vào. Rồi ôi. Tôi không chơi hơi. Này, Ất ơi, thế, mày chỉ cho tao biết quan dắt bò đi đường nào. Quan dắt đường này này. Này à, nhớ mặt tàu. Đáng đời. Anh Nghĩnh lại. Anh Nghĩnh lại đây rồi. Cảm ơn anh. Ông Tứ đây. Này, lão tốt được rồi. Lão đang đi tìm bò. Thế à? Cái lão này ấy, ở làng ngang ngược, chả có ai ra gì. Tôi phải làm mới thế, cho lão ấy chừa đi. Ông Tứ ở làng tốt thật đấy nhỉ. Này, hay là anh em mình mang con bò đi. Xong rồi bán đi, lấy tiền uống rượu đi. Lão này không dám lên quan đòi lại đâu. Đấy chết, ai lại làm thế? Tôi chỉ làm như vậy cho lão sửa đổi. Đừng có nghênh ngang, đừng có ngang ngược nữa thôi. Bây giờ tôi mới anh Lính lại đem trả lão con bò. Rồi ra quán đầu làng, tôi chiêu đãi thịt chó. Cảm ơn anh. Thịt chó à? Vâng. Được. Đi nào con. Cảm ơn anh. Thế này là lão sẽ thay đổi đấy. Ôi giời ơi. Giờ nay vẫn chưa thèm vác cái xác về đấy. Được rồi. Phen này về đây thì cho biết thế. À đây rồi. Mình à. Đi vào đây. Nhớ. Ông đi đâu đấy? Tôi đi chăn bò. Bò đâu? Bò bị quan bắt rồi. Tại sao bò lại bị quan bắt? Lúc đấy
Tôi buộc ở giữa đường vì đau bụng, chạy ra đằng bụi chuối. Thế là lúc lên thì bị quan bắt bò đi rồi. Chứ không phải là ông buộc bò giữa đường để đi tòm tem phải không? Hả? Sao bà biết? À, cái gì tôi chả biết. Tôi nói cho ông biết nhá. May đấy. May mà gặp cái người hiền lành tử tế hẳn hoi ấy. Người ta chỉ cảnh cáo ông thôi nhá. Thế là thế nào? Bùa đang ở trong chuồng rồi. Bùa trong chuồng rồi à? Đúng rồi, nhá. Con bùa kia thì nó ở trong chuồng rồi nhá. Còn con bùa này hôm nay thì chết với tôi nhá. Làm cái gì mà mày cứ ngoáy thế này thế? Thôi, ông đứng dịch ra đây đi. Ui dồi, con đang ngoáy lọ tường đi thôi. Thế à? Mà ông đi sang đây bà có biết không? Về đẻ từ sáng rồi. Thế ông không sợ bà? Sao phải sợ? Bà phải sợ ông chứ sao lại ông lại phải sợ bà là thế này? Trời ơi, có mà võ mồm, bà phải sợ ông. Chả thế. Thế hôm trước ấy, ai là người ấy, chạy mất dép, chứ nếu không chạy thì có mà mất xác rồi. Hôm nay chắc gì đã còn răng để mà ăn cháo. Hôm đấy thì nể thôi, nể bà, cho nên là ông sợ một tí thôi nhá. Nể bà. Này, thì thằng bố Tuất đâu? À, chồng con á, ngô sắp phải thu hoạch rồi nên con á, bảo lão ấy đi ra ngoài ruộng để canh ngô rồi. Đi canh ngô à? Vâng. Khánh ngô thì nào. Vào đây với ông. Không, ông ơi, trời đang sáng. Sáng thì làm sao? Thôi, ai mà nhìn thấy thì chết. Bà nhìn thấy là bà giết con mất. Bà bảo là bà về đẻ rồi. Còn lâu mới về. Đi, đi, đi vào đây. Thôi, ông ơi. Sao? Này, bỏ cái tay ra. Cái gì? Cái gì? Này, cái tay nhá. Làm sao? Tay không này. Lần nào ông đi sang đây cũng toàn tay trắng tay không thôi. Hôm trước ông hứa là ông lên huyện, ông mua cho con cái tấm lụa. Thế bây giờ lụa đâu rồi? Lụa mồm à? Lần trước là ông có lên huyện, thế nhưng mà là đang đi nửa đường thì nó lại có công việc. Thế ông quay lại rồi sang làng bên ấy rồi thì mải xà và cái đám tổ tôm là quên mất. Nhá. Thế nhưng mà được rồi, không có lụa thì có cái khác. Khác là cái gì? Có cái này. Thế cũng được. Nào thì đi nhanh nào. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, chồng con về. Sao mày bảo nó đi canh ngô cơ mà? Ôi trời, làm sao mà con biết được, tự dưng nó lại về cái giờ này cái chứ nhỉ? Ông cứ đi vào bên trong trốn trước đi. Ở ngoài này để con nghĩ cách nhá. Ôi, cái thằng sao nó lại về vào cái giờ này cái chứ nhỉ? Minh ơi! Ôi trời ơi! Ơ kìa! Cái ông này! Sao? Tôi dặn ông đi ra đồng để trông ngô! Mà chưa gì ông đã về là như nào? Chưa đi đã về rồi! Tôi ra rồi! Thế nhưng mà tôi nhớ mình quá! Nhớ? Cả đêm hôm qua rồi hôm nay vẫn còn nhớ à? Thì đêm hôm qua đấy là đêm hôm qua. Hôm nay là ngày mới rồi. Mình... Nào, tôi hỏi ông nhá. Bây giờ ông không ra ruộng để mà trông ngô đi, đứa nào nó bẻ hết ngô thì cả nhà mình mất ăn à? Làm gì có đứa nào mà có đứa nào nhá. Tôi lấy cái cuốc cái tôi bỏ vỡ đầu luôn. Trời ơi, to mồm. Ông không ở đấy thì làm sao ông biết được đứa nào mà ông bỏ đầu nó ra? Thì
mình chiều tôi một tí thôi, xong tôi ra tôi trông luôn. Thôi, đứng. Thôi đi. Không, đây này. Tôi còn bao nhiêu việc, đã làm xong đâu mà cứ là chiều. Thì có một tí thôi, thì xong thì việc ai người đấy lại làm tiếp. Nhá, đi, thôi, đi. Nào. Mình chiều tôi tí. Nào, không. Úi, công đã bảo rồi, ông này, đi ra đây. Đi ra đây tôi bảo. Mình làm sao thế? Thế thì làm sao? Cho tôi nhớ một tí nào. Thôi đây, bây giờ mình ngồi xuống đây nhá. Mình ngồi xuống đây. Đây, mình uống chén nước. Rồi, em bảo này, lát nữa mình ra mình trông ngô. Xong rồi mình còn phải giữ sức. Tối rồi em thưởng được chưa? Thôi được rồi. Bực mình. Tôi đi trông đấy. Mà này, nhớ đóng cửa cẩn thận nhé. Thằng nào mà lén phén đấy, tôi bổ chết đấy. Rồi, nhớ rồi, làm gì có thằng nào. Ông ơi. Ông ơi. Nó đi chưa? Nó đi rồi. Ôi trời ơi. Run cầm cặp. Cái thằng chồng mày nó ghê nhỉ. Nó cầm cái cuốc mà nó bảo nó gặp thằng nào trong này nó bổ chết. Nghe câu đấy mà trong kia ông xóm cả. Thế vừa nãy ai lại bảo là không sợ? Cầm cái cuốc thế thì thằng nào mà chả sợ. Cái tối hôm qua mấy cô nàng ơi, ơi náo nức sợi tơ mày, tình ra là ra mới biết mơ màng thời mình những chiêm bao, mơ màng thời mình những chiêm bao. Duyên cớ vì sao chứ hỏi ông trời thời, duyên cớ vì sao nổi sóng phu ly bà đào. Nổi sóng phu ly bà đào, mơ tưởng suốt năm canh. Nổi sóng phu ly bà đào, mơ tưởng suốt năm canh. Ôi, ruột. Thôi, đang nói đối cả mồm nè, hát mới chẳng ngò. Mà nhá, tôi thấy rất lạ nhá. Bình thường bạn nói chuyện thì vấp. Nhưng mà hát ấy hay vết nhỉ. Đói mà sao cứ trèo phụt lên được đấy. Chưa đói lắm đâu. Cứ kêu sốt ruột. Tại tôi đói quá là nó nhẹ người thì tôi mới trèo được lên đây đấy. Tất cả là tại bạn ấy. Tự nhiên đủ tôi đi uống rượu. Làm vợ tôi nó đuổi. Đờ không cần được về nhà. Mỗi mình ông không. Tôi cũng bị đuổi chứ có được nhà đâu. Mà cái thằng Mùi nó tệ thật đấy bạn ạ. Lúc nó cơ nỡ nó sang nhà mình xin cơm mình cho nó. Thế mà bây giờ hai anh em mình đói thằng xin nó không cho cái gì, thế mới điên như nị. Cái thằng bà bạc như vôi. Nó đối xử với anh em mình như kiểu Lưu Bình Dương Lễ nhỉ. Vừa tôi bạn đói nó đưa bát cơm mốc với cả mấy quả cà meo giống ở trong vở chèo Lưu Bình Dương Lễ. Ơi anh bạn tôi mà, tôi ơi anh chê tôi rách rưới đói nghèo, anh đuổi tôi đi anh chẳng tiếp. Anh cho ăn cơm móc cà méo sao ý, sao đành cơm. Ôi. Niêu cơm niêu ý, lúc xưa còn nước lọ với cơm niêu, mồm thời thơn thớt giàu ý, nghèo ta có nhau ấy, đến khi này anh được mấy sang giàu bạn đến chơi chẳng có tiếp thực cay giống đen đầu cũng thể làm quan học hành như thế cũng tòi cơm. Ôi dồi ôi, bạn ơi. Hay quá bạn ạ. Này
tôi chợt nghĩ ra một cái việc như thế này. Hay là bây giờ bạn thiên vào gánh hát đi, thế là bạn hát, còn tôi cũng thiên vào tôi làm phục trang, thế là có ăn ổn không bạn? Và cái hát chèo, tôi chuyên diễn vua với hoàng tử, còn khi này ngon. Nhưng mà không được rồi bạn ơi, bởi vì là tôi chưa thấy có một ông vua nào mà lại nói thoại như bạn đâu. Nói như thế không làm vua được đâu. Thì tôi là vai nói vấp. Làm gì có cái vai nào thuốc ngày bấp thế. Thôi nghĩ cách khác đi, đói lắm rồi. À đúng rồi bạn ơi, vừa nãy lúc mà vợ tôi nó đuổi, tôi chạy qua chỗ nhà thằng Tuất, tôi thấy vợ chồng nó đang chuẩn bị đi ngủ bạn ạ. Cứ nhìn trộm xong lẹ mắt, đừng kêu. Vơ vả vớ vẩn nhỉ. Sao lại bảo người ta nướng đũa cả dí vào mắt. Hộ tôi. Không phải như thế, khổ quá. Nó là vợ chồng nó gấp ngủ rồi, thì có nghĩa là ở ngoài bãi ngô nhà nó không có ai trông. Bạn hiểu không? Bây giờ anh em mình ra đấy làm mấy bắp nướng. Trời. Đi bè. Ngô nhà nó. Đi. Xuống. Bạn đỡ tôi bắt. Xuống. À. Bạn nhảy xuống đây tôi đỡ. Xuống đi. Nhưng mà ngôi nhà nó có to không? Ăn được chưa chứ? Ôi bạn đâu rồi? Đây rồi bạn ơi. Ôi ôi. Chú Diệt sao chú nằm đây? Bảo nỡ người ta mà lại còn nụt đầy lại làm cái gì? Không sao, sống chết cũng có nhau. Dậy đi. Đau quá bạn đi, ơi. Đi ăn ngô, đi ăn ngô. Ôi bạn ơi, kẹp tôi. Tay đây. Đây. Bạn ơi, từ từ. Đừng ra. Nhảy túi bây giờ. Luồn ra. Luồn, đút tôi ra. Ôi dồi ôi. Đúng. Lúc nãy nhìn nó sắp ngủ với vợ nó không? Nó ngủ với vợ nó thật mà. Rồi. Nhưng mà bạn ơi, hay là đi về đi. Tôi thợ lắm. Sao bạn lại đánh nuôi? Đã bảo nó sắp ngủ với vợ nó. Nói bé thôi, lúc mà bắt được nó đưa lên tư quan đấy. Sắp ngủ với vợ nó sợ gì? Đi. Hay là về. Đến đây rồi còn về. Tí người ta ăn đừng có xin nhá. Đói chịu nhá. Thôi được rồi, tôi theo mạng. Sống chết có nhau. Ừ. Đi theo tôi. Đi. Ngô. Ôi ôi. Bạn ơi, ngô này đúng tầm nướng luôn. Nướng ngô thơm thôi. Hai thằng kia, chúng mày ăn trộm ngô nhà ông à? Ôi. Đứng lại. Hai thằng kia, chúng mày đứng lại. Đứng lại. Ôi chạy nhanh lên bạn ơi. Úi dồi. Bạn ơi. Cái mệt lắm rồi. Hay là bây giờ mình ra mình trả nó ngô đi. Tuổi thợ lắm. Ui dồi ôi, vừa nãy nó cầm cái cuốc nó phang một cái. Nó mà phang vào chân thì què nhân đấy bạn ơi. Yên tâm, sống chết có nhau. Không bao giờ tôi bỏ bạn đâu. Nhưng mà tôi mệt lắm rồi.
Ôi ơi, sao bạn lại đánh tôi? Lúc lại cứ bảo là có ai không rồi cứ bảo là không ai cho ai trông. Sao vào nó cầm cuốc nó đuổi. May chạy nhanh không thì cụt chân. Đi lúc ở nhà thì tôi đã định kiểm tra rất kỹ rồi. Hai vợ chồng nó đang chuẩn bị đi ngủ mà nị. Thì tôi mới rủ bạn đi ăn cắp nô. Sao nhìn kỹ vào đấy. Thì biết rồi, nhưng mà anh em mình là thống nhất của nhau mà, bạn tự nhiên bạn thúc tôi. Tôi ngồi nghỉ. Mày không chịu. Yên tâm, sống chết có nhau. Không bao giờ tôi bỏ bạn. May mà cũng đấy, giữ được hai cái bắp ngồi. Chứ không thì cũng về có mà chết đói. Mà có khi chạy thế này hay bạn ạ. Bởi vì là chạy ra bây giờ tôi thấy đói quá rồi. Anh em mình đi chất củi nướng. Ôi dồi ôi, bạn ơi, nó vẫn đuổi theo kia kìa. Ôi dồi ôi, bạn ơi, ôi bạn ơi, cứu tôi, bạn ơi. Bạn. Ôi dồi, bạn ơi, tay tôi đây cơ mà. Bạn ơi, nó đẫm vào mõm tôi rồi, bạn ơi. Ôi trời ơi, nó còn đẫn trăm người đến đẫm vào mõm tôi, bạn ơi. Bạn ơi, nó bảo sống tết có nhau cơ mà, bạn ơi. Chạy. Ôi trời ơi, bạn quay lại rồi. Không bao giờ bỏ bạn, chạy. Ôi trời ơi, đúng là thống tết có số. Ôi trời ơi, bạn ơi, kéo tôi lên, bạn ơi. Ôi trời ơi, tí nữa thì ngã xuống sông. Ôi trời ơi, bây giờ làm thế nào mà bạn ơi? Chắc nó không đuổi kịp đến đâu. Ai con lợn ơi? Ôi trời ơi, nó vẫn đang đuổi kìa bạn ơi. Làm thế nào bây giờ? Nhảy xuống không nó bắt được, nó đập chết. Nhảy xuống à? Ừ, sống chết có nhau, tôi không bỏ bạn đâu. Thế bây giờ tôi đến 1, 2, 3, anh em mình cùng nhảy nhá. Ừ. Nào, 1, 2, 3. Ôi trời ơi bạn ơi. Ôi trời ơi bạn ơi. Tôi xin lỗi, tôi không biết bơi. Không, bạn bảo là sống chết có nhau mà bạn lại để tôi nhảy một mình thế này bạn ơi. Mẹ nó. Mày chạy đi. Mày chạy nữa đi. Dạ. Em mà báo cáo anh, em không bao giờ có ý định để chạy đâu. Trên đường đi ra đây thì trong lòng em xốn xao lên, động lòng chắc ẩn. Em thương người nông dân. Thế em nghĩ người nông dân một nắng hai sương vất vả để có được hai bắp ngô này, thì em không được nhẫn tâm để lấy hai bắp ngô này của người nông dân đi. Đến đây em dừng lại, bảo bạn em cứ nhảy đi, còn em dừng lại. Em đợi anh đến để em giả hai bắp ngô. Giả? Giả hai bắp ngô. Giả. Bạn ơi, đúng là khôn ngoan không ngại được với trời đâu. Cho thừa cái thằng bạn khốn là. Mày lắm mồm à? Mày lắm mồm. Được bắt ngô rồi. Cảm ơn bạn nha, em đi đây. Đấy. Sang đóng hộ cái giường nhà vợ chồng thằng Dấm. Hôm qua vợ chồng nó thế nào làm sập giường kinh. Sập giường nhà nó chứ sập giường nhà ông à? Hả? Liên quan quá. Nhiều sang thì làm nào? Cả làng cả nước mỗi mình tôi là biết cái nghề mộc. Tôi sang đóng cho vợ chồng nó cái giường, không rồi để vợ chồng nó nằm xuống đất để ốm này thì khổ thân nó ra. Ông tử tế quá nhỉ? Ông thương người quá nhở? Thế sao ông không thương tôi đi? Sao lại không thương? Gớm chửa.
vợ chồng nhà thằng Dấm ấy nó còn may phúc là nó còn sập được giường. Chứ như ai ấy, tôi có mong cầu cả đời được sập giường một lần cũng khó. Nói đấy, cái giường chỉ có rượu thôi. Giường nhà mình chắc chứ làm sao mà sập được. Tôi không nói nhiều với ông nhá. Chả có đi đâu cả, ở nhà. Thôi mình buồn cười thật đấy. Vợ chồng nó nhờ thì phải sang giúp cho người ta chứ. Sống phải có tình làng nghĩa xóm. Sống phải có người nọ người kia chứ. Sống lại cứ sống cứ như nhà cái ông Tèo ấy. Rồi đến lúc rồi gia đình có việc, cha già mẹ héo, dỗ chạp, cả làng cả nước, chả ai người ta thèm đến. Cái lúc đấy có nhục không? Lúc đấy có nhục không? Ông bảo ai nhục đấy? Ông bảo ai nhục đấy hả? Nhà ông Tèo nhục. Ai bảo mình nhục? Tôi chả biết. Gớ. Tôi chả biết tổng đi. Cái việc mà sang đóng giường của ông ấy, nó chỉ là cái cớ thôi nhá. Cớ gì? Chứ cái chính ấy là ông sang ông uống rượu với cả cái thằng cha Dấm, đúng chửa. Gớ, một cặp đôi Dấm bỗng, cả cái làng này ai còn lạ gì nữa. Ai bảo thế? Sang đóng cho nó cái giường chứ sang uống cái gì mà uống. Cho thèm vào. Nhạt quá. Lại chả nhạt. Có phải là rượu đâu, nước vối. Mà này, thế ông không thèm vào thì chắc là ông thèm ra đấy à? Quá, đã bảo là sang đóng cho nó cái giường. Chả có đóng nửa cái gì cả. Không ở uống nhà đâu, tôi không uống. Tôi hứa tôi không uống. Tôi mà uống thì thật, tôi làm con cho mình. Con cho mình? Thế dễ thường từ trước đến giờ thì ông không phải là con đấy à? Sao lại nói thế? Sao lại nói thế? Thế chả nói thế thì sao? Sao nói thế? Theo quan điểm của tôi nhá, cứ thằng nào mà chưa cai sữa thì thằng đấy làm con. Nói thế thì nghe được. Ở nhà, chả có đi đâu cả. Mình ơi, sang đóng cho nó cái giường khổ quá. Kệ vợ ông. Chồng nó. Bây giờ mình cứ hàng xóm với nhau chứ cần mỗi mình người ta biết nghề là mộc sang giúp vợ chồng nó. Tôi đã nói là tôi không uống rồi. Tôi sang giúp nó xong tôi về ngay. Tôi nói thật, tôi về ngay chứ tôi cũng chả thèm ở đấy gì đâu. Uống cái gì, tôi mà uống tôi không làm người luôn. Tôi làm chó luôn. Ơ này. Không đi bằng hai chân luôn. Ông làm chó thì quá là tôi lấy chó à? Không không, ý của tôi là tôi mà uống vào tôi không nghe lời mình ấy. Mà tôi uống ấy thì tôi nhục như chó. Tôi đi bằng bốn chân chứ không phải hai chân nữa luôn. Nhá. Thôi được rồi. Tôi cho ông sang đấy đấy. Nhưng mà ông phải thề với tôi nhá. Thề thế nào? Lần này ông về mà tôi ngửi thấy mùi rượu ở trên người ông thì ông sao? Ông thế nào? Rồi, ông thề đi. Lại còn ngửi được mùi rượu trên người tôi đã bảo tôi không uống mà lại. Thì làm sao? Thì làm chó làm sao? Đi bốn chân được chưa? Ông nhớ cái mồm ông đi nhá. Rồi. Tôi vạch vôi vào mồm rồi đấy nhá. Không phải lo. Người ta bảo gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Chứ tôi thấy ông với cái thằng cha Dấm ấy là chơi với nhau chỉ có mà đi xuống thôi. Người ta gọi là lùi chứ chả có tiến. Cơm chửa. Chồng người thì sớm tối tảo tần. Chồng mình thì vừa dốt vừa đần lại vừa say. Tôi nói là ông phải để vào đầu đấy nhá. Tôi nói. Ôi dồi. Ôi này. Tôi đã nói hết đâu. Này. Ông nhớ về sớm đi nhá. Ngày mai là giỗ mẹ tôi đấy. Giời ạ. Chả hiểu cái lão này mần ăn cái kiểu gì mà bây giờ vẫn chưa thấy về. Cậu cứ yên tâm ấy. Ôi giời ơi mình ơi. Đường bạn cháu về đàng hoàng ấy. Cháu giời ơi dậy. Ông ăn này, cậu sao lại nằm ở đây thế này. Bạn cháu về dậy. Làm ăn cái kiểu gì mà lại nằm ở đây. Sao lại nằm đây nhỉ? Thôi, nằm ở chỗ này. Ôi giời, sao lại nằm chỗ này nhỉ? Ôi sao lại cứ ra đây nằm nhỉ?
Thôi, ra đây nào. Giời ơi, lại rượu. Mình à? Chó. Chó đâu? Chó đâu mình? Chó. Chó nào? Đi bằng bốn chân. Đứa nào hôm qua vạch vôi vào mồm. Nói chó nào là đi. Có rượu. Không thì uống. Thì không bằng con chó. Không uống. Không uống hả? Không uống. Tại sao bây giờ mới về? Ăn đấy mình ạ. Đóng cho cái giường. Cái giường nhà nó gỗ nặng quá đấy. Mất bao mồ hôi. May mà vớ được cái khăn ở đầu giường nó thấm mồ hôi chứ không nó ngấm ngược nước lại là ốm luôn mày ạ. Thế hả? Ô này tôi nom cái khăn trông nó cũng lạ nhỉ. Khăn ở giường. Đẹp nhỉ? Khăn đầu giường. Ông thử nhìn lại cái khăn xem nào. Quá, này cái khăn đây. Cái này là cái khăn mỏ của quần. Đây. 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 Quần này. Ôi trời ơi. Có còn định cãi là không rượu nữa không hả? Bây giờ đến cái khăn hay là cái váy đụp của người ta còn chả phân biệt được. Thế thì có phải là rượu không? Thế có uống không? Không. Không à? Không uống. Có uống không? Không. Có uống không? Có. Mấy chén? Bốn. Mấy chén? Bốn bát. Uống cho nó lắm vào. Rồi nửa đêm nửa hôm ngủ ở nhà người ta. Rồi lấy cả cái váy đục của vợ người ta đội lên đầu. Thế có làm gì vợ người ta đêm không? Không, vợ nó ngủ với chồng cái này. Váy này nó để trên đầu giường. Hôm nay là giỗ mẹ tôi nha. Ông quỳ ở đây nhá. Khi nào tôi chưa cho phép thì ông cấm được đứng dậy nữa chưa? Mình xin gì? Hôm nay giỗ mẹ nhỉ. Hôm nay giỗ mẹ. Này, tí nữa bên nhà tôi mà thông gia cũng sang đấy. Mình mà cứ bắt tôi quỳ ở đây là bên thông gia rồi họ hàng nhà tôi lại bảo là tôi đi ở rể, mình cứ o ép tôi. Này xấu chàng hổ ai lắm. Mặc sắc không? Trông xấu hổ. Mình để cho qua ngày hôm nay. Tôi lo cùng mình để lo cái giỗ mẹ cho nó chu tất. Xong rồi mình muốn đánh, muốn chửi tôi thế nào tôi cũng chịu. Mình nhá. Nhá. May cho ông đấy nhá. Hôm nay là giỗ mẹ tôi đấy. Con lạy mẹ. Dạ, được rồi. Thế vì mẹ mình tha cho tôi nhé. Chỉ có một ngày hôm nay thôi nhá. Nhá. Xong dỗ mẹ tôi đụng đụng trách. Liệu cái thật hồn đấy. Chó. Gâu. Mẹ nó đâu? Dạ em đây. Ra đây xem nào. Dạ em đây à. Dạ con xin lỗi cậu. Em xin lỗi anh Giấm ạ. Để mọi người chờ lâu. Chả là em có cái hũ rượu ngon này. Em ngâm ở dưới kia mấy năm rồi. Hôm nay là ngày giỗ mẹ em. Nên là em mới mang ra đây để xin là thết đái mọi người ạ. Ngon quá, tốt quá. Vâng ạ, trước khi vào bữa thì cũng cho con được nói vài lời ạ. Hôm nay là cũng rất là cảm ơn cậu và anh Giấm đây. Có chút thời gian để gọi là dự bữa cơm. Đạm bạc ạ. Và dùng chén rượu nhạt rồi. Nhân ngày dỗ mẹ con ạ. Rồi, vào việc đi, vào chỗ vào. Người nhà cả chứ không phải quan trọng thế. Cháu ngồi luôn xuống đây cũng được. Vào việc đi. Ấy chết cậu, con không dám đâu ạ. Cậu cứ để con đứng ở đây để con xin được tiếp rượu mọi người ạ. Toàn người nhà cả. Không có ai đâu. Đây. Cậu đã nói thế thì ngồi xuống đây. Ui giời. Làm gì tay đầu cứ đầu tay lại thế. Không sao đâu ạ. Thường xuyên mà. Thế à? Vâng. Ngồi dạ, xuống. Con mời ông ạ. Đây. 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 Vâng ạ, dạ xin anh ạ. Đây để đây cho nó dễ rót này. Dạ. Đây. Dạ. Rượu thơm lắm cậu ạ. Rượu thơm. Dạ, kính cậu ạ. Dạ. À, đây của bạn đây. Tôi luôn à. Được đấy, rượu được đấy.
Dạ. Thế bây giờ thế này ạ. Các cụ ta nói rồi, miếng ăn là miếng nhục. Cái gì đấy? Sao lại nói cái gì đấy? À không. Gì thế nhỉ? À, nhập gia tùy tục. À, con nhầm cậu. Thế cho nên là hôm nay là đấy là cái ngày kỵ nhật của mẹ vợ con. Dạ. Rồi. Nhạc mẫu đấy. Dạ. Thì hôm nay gia đình là phải có cái chén rượu nhạt. Vâng. Thì cũng thủ tục cúng các cụ xong rồi. Dạ. Thì bây giờ là mời cậu, mời bạn chúng mình thụ lộc. Rồi. Thì đầu tiên là mình nâng chén lên với nhau. Đấy. Sao lại nâng bát? Đây. Dạ. Nào, xin mời. Dạ, con chúc sức khỏe cậu. Dạ, mời anh Giấm ạ. Quỳ. À, rượu ngon nhờ. Quá cậu ạ. À. Được nhỉ. Quỳ. Mình đang uống mà sao đang uống gọi ai đấy? Không cậu. Tùy. Vợ con bảo tùy, tức là tính con mà. Ừ. Tính con nhiều khi nó như hồ lửa. À. Không uống là con ép. Thế hôm nay vợ nó bảo là tùy, tức là ai uống được đến đâu thì uống chứ dạ. Đừng có ép, tức đúng là tùy tâm đấy. Dạ. Ừ. Cậu với anh cứ tự nhiên là ép vợ dạ. Ăn dạ. Uống được bao nhiêu thì cứ uống, à, cứ ăn chứ dạ. Không phải quan trọng gì đâu. Dạ, con mời cậu. Dạ, anh sợ. Ấy. Kìa bạn. Sao bạn lại đổ rượu đi thế? Này đau bụng không uống được. Ôi giời ơi, con xin phép cậu nhá. Nhưng mà xong rồi con cứ phải đổ đi thế. Cứ phải đổ vào đây. Tức là mình tỏ cái lòng thành của mình, cái tấm lòng của mình, tức là khách đến nhà rồi là mình cạn ly này, xong mình bỏ vào đây, coi như mình coi như mình đã uống đúng không? Đau bụng quá, đau bụng quá. Rồi thôi. Rượu không uống thì để lại đổ đi thế nó phí. Cũng coi như là đã uống. À thôi cô. Vâng ạ. Dạ. Vâng ạ. Dạ kính cậu. Vâng. Vâng ạ. Rượu là cứ phải đủ 3 ly. Vâng ạ. Rồi chúng ta vào ăn vào uống thì nó mới cái bon miệng. Bình thường là uống được ít thì cứ uống được bao nhiêu thì uống nhá. Thế thôi được rồi. Đấy cái ly này con xin phép cậu. Là con này là được mời bạn con một ly. Đấy thôi thì anh em thì vẫn cứ thủ tục như xưa nhá. Đấy mình rót vơi vơi thôi. À, thôi thì hôm nay ngày gọi là dỗ của cụ thì tớ cũng xin được kính bạn một ly. Con xin phép cậu nhá. Rồi, xin mời bạn. Quỳ. Tùy uống bao nhiêu tùy. Được rồi, uống bao nhiêu thì uống bao nhiêu. Ôi giời, sao lại thế? Thôi được rồi. Thế thì cô lại rót cho tôi dạ, xin một ly. Vâng dạ, à. Tôi tính dạ cóc. Em lại rót bác một ly ạ. Rồi đấy. Ăn tiếng mời này. Uống đi. Đấy, ăn đi. Cậu đưa bác. Cậu ơi. Hả? Mỗi khi mà anh em cháu ngồi uống rượu với nhau là cứ phải kính đủ 3 ly. Bây giờ cả nhà mình lên một cái nữa nhỉ. Cho nên không khí nó lên, tay nó đỡ rụt. Rồi đây. Khổ quá, còn bé này. Có mỗi cái tùy ai ăn uống được cái gì thì ăn uống. Cứ nhắc mãi nhỉ. Dạ vâng ạ, à, cậu dạy trí phải ạ. À. Tùy. Tùy. Dạ cậu chơi ạ. À này. Nói thật với cả nhà là như này. Hôm nay vui quá. Ai dỗ Tết mà mưa gió mà uống rượu nó vào. Người anh em. Tôi với bạn phải làm một ly nữa. Người anh em nào, tao là cậu ấy. Anh em nào? Cậu bác ạ. Anh cậu. Em là cậu. Bạn. Hôm nay dỗ vợ bạn phải nói là rất vui. Hiếm có cái ngày dỗ vợ thằng nào mà vui được như thế này. Sao bác lại nói thế? Sao bác lại bảo là dỗ em? Thằng này nó say nó lẫn rồi đấy. Thôi, để cậu dìu nó về không? Nó ca bổ trứng như ngoài kia chết. Ông bạn không phải đưa tôi về, tôi vẫn còn tỉnh. Bạn nào? Ông bạn cứ ở nhà đi, không phải đưa tôi về. Thôi được rồi. Đi. Cứ để cậu đưa về. Tôi về được. Đấy, cậu đưa nó về. Tôi về được. Gì vậy? Đưa. Dạ,
rượu chè làm hỏng hết con người. Mình nhỉ? Tỉnh tướng. Ừ, mình đừng nói anh tinh tướng nhá. Mình thấy đấy. Uống rượu vào là nó hỏng hết con người. Đấy nhá. Ừ. Ông nhìn đấy mà làm bài học nhá. Bài học biết lâu rồi. Thôi, mình thôi để đây. Mình vào mà nghỉ ngơi đi. Tôi dọn xong tôi còn đi làm. Còn ra đồng tôi làm. Này, nhà mà nghĩ được như thế á thì tôi mừng lắm. Ôi giời ơi, anh phải làm chủ gia đình chứ. Bây giờ cứ uống mãi như thế để vừa hỏng hết cả người đi à. Này, thế mình dọn xong rồi vào nghỉ với em. Thôi. Lo gia đình chứ, người ta phải đi làm thì nuôi vợ nuôi con chứ, còn đi nghỉ nữa thì hết ngày. Mình mà nghĩ được như thế á thì em mừng lắm đấy. Thôi đi vào nghỉ đi. Em vào nhá. Ừ. Oh, shit.